hôm nay gọi điện cho tháng sau. Trong cả tuần nay coi đã thấy xong rồi cho con trai, đã gọi điện cho mẹ rồi cả. Chả có việc gì gọi làm gì. Ai nhỉ? Ai đấy nhỉ? Có phải Nai không nhỉ? Nai. Con khủng long đâu nhỉ? Con khủng long của Nai đâu nhỉ? À, con khủng long đấy. Đấy, con khủng long vậy nhỉ. Đó. Có mấy con khủng long nhỉ? Nay có mấy con khủng long nhỉ? Con khủng long đỏ đó. Đấy, có ông xem con khủng long đỏ đỏ coi. À đấy, con khủng long đỏ đấy. Úi giời, giỏi nhỉ. Ai giỏi thế nhỉ? Không ngờ là Nai giỏi thế nhỉ. Cái ô tô đâu nhỉ? Ô tô của Nai đâu nhỉ? Em lấy cái ô tô này. Ui, cái ô tô to thế nhỉ? Ô tô làm sao nhỉ? Ô tô nó chạy làm sao nhỉ? Ô tô nó chạy làm sao? Chở con khủng long luôn nhỉ? Ô tô có chở được con khủng long không? Ô tô chở con khủng long được không? Em thử để con khủng long lên xem ô tô có chở được không nào. Đấy, cứ gì cho con khủng long ngồi lên ô tô chở luôn. Đó, chở con khủng long luôn. Đẹp quá nhỉ. Rồi con khủng long xanh đâu đâu nhỉ? Xem con khủng long xanh đâu nhỉ? Không, đây là màu đỏ chứ, con khủng long đỏ chứ, con khủng long xanh ấy. Đúng rồi, giỏi, con khủng long giỏi. Rồi. Rồi, con khủng long đỏ nữa, con khủng long đỏ đâu nhỉ? Lấy con khủng long đỏ ra, xem. Đấy, úi xì, con khủng long đỏ đấy. Ai giỏi nhỉ? Ai giỏi thế nhỉ? Nai à, úi trời, Nai giỏi, thật chất nhỉ.